Xin kính chào toàn thể bác. Trước mặt các bác đây là mẫu vỏ thùng loa A15. Như hôm trước em có giới thiệu với toàn thể các bác. Trong video giới thiệu đó là video review A15 lắp cho một chú ở ngoài Hải Dương với cấu hình là cao cấp nhất bên em hiện tại đang có, đó là cụ bát Huywell 15 NDF 100C1 và cụ tép 750 neo BNC neo bi. Thì hôm nay em review lại các bác được cái mẫu thùng này với cái kích cỡ khá là lớn. Tháng người lấy hộ cái thước đo cái. các bác xem nhá, thùng ấy là bên em đang hoàn thiện với nước sơn phụ ngoài là sơn sần hạt nhựa giả cát. Tức là các bác sờ nó sẽ có một cái độ gai nhất định ở trên cái thùng như thế này. Đấy các bác nhá. Ok, thì bây giờ em sẽ lấy thước và em đo cho các bác cái kích cỡ chiều ngang, chiều dọc, chiều dài, chiều rộng. Để các bác có thể phù hợp với nhu cầu sử dụng của các bác. Chiều dài mặt trước là 51cm, tương đương với 20 inch. Chiều sâu của cái bản thân thùng đến đoạn dài nhất ở giữa đây là vào 66cm, tương đương với 26 inch. Và chiều cao của cái bản thân thùng là vào 77cm, tương đương với 30 inch, 30,1 inch. Đấy. Đây là thông số cơ bản của cái thùng loa và chưa tính cái chân cao su ở dưới. Đấy. Nếu như tính cả cái chân cao su ở dưới thì nó sẽ vào 78 hoặc 79cm. Chân cao su em đang dùng là chân 1.5 các bác nhé, chân 1.5. Với cái cấu hình thùng này thì hậu kèn có góc mở là 75 độ x 50 độ, 75 độ mở trái phải và 50 độ mở trên dưới. Tức là góc mở lên trên xuống dưới là 50 độ, góc mở trái phải là 75 độ. Và nhiều các bác hôm trước em có review cái thùng B15 thì các bác có hỏi là thế tại sao không làm với cái thùng nó đẹp hơn mà nhìn trông nó củ chuối thế này. Thùng này không bán được đâu, em nói thẳng em không cần bán. Em chỉ làm ra những sản phẩm chất lượng như thế để các bác nghe và các bác trải nghiệm, và các bác sẽ biết rằng trình độ của người Việt Nam cũng chả kém gì trình độ chuyên môn của các anh Tây Ba Nô đâu, hay là các anh tàu Trung Quốc đâu. Thật sự ấy, em còn làm những cái mẫu mà nó nhìn trông nó gọi là nhìn. Nếu có lưới che thì không sao, nhưng mà không có lưới che thì các bác không bao giờ mua. Em có những loại như thế luôn. Đấy, thật ra em chưa muốn làm bởi vì cái trình độ chuyên môn của mình nó còn rất là non. Rất là non. Thật sự phải nói là rất là non. Với thứ hai nữa là điều kiện chúng ta nhập được những củ loa tốt để về nắp vào một cái thùng như thế. Mới mức giá nó rẻ, nó chỉ tầm 25 triệu trên một đôi. Thì nói thật các bác sẽ không mua, các bác mua ngay hàng hãng. Nhưng khi cái mẫu ý em mà nên em demo tại một chương trình hoặc một dịp nào đó mà em có điều kiện em demo, thì các bác sẽ thay đổi hoàn toàn cái định nghĩa về loa, gọi là loa định hướng hay gọi là loa Hollander, hoặc là loa đánh điểm tầm xa, gọi là loa Poisson. Thì các bác sẽ thay đổi hoàn toàn ý kiến và nghĩ khác hẳn về cái hàng mang cái danh nghĩa là Made in Việt Nam. Thì các bác sẽ thay đổi hoàn toàn cái ý kiến đó. Thì với cái cấu hình thùng như thế này thì sẽ phù hợp với các bác làm chương trình sự kiện tiệc cưới vừa và nhỏ. Em vậy quên không đo nút cái mặt sau. Cái mặt sau thì nó không rộng lắm đâu. Mặt sau thì nó chỉ vừa và nhỏ thôi, tức là khoảng là đến đây là 19cm thôi. Cái mặt sau là có 19cm thôi. Mặt sau là có một cái hậu này, hai tay sách này bên cạnh đây. Thì đây là trên mẫu A15 thì em đang làm này. Và sắp nữa thì em sẽ có C212 cũng dựa trên form thùng này và lưới này. Còn các bác hỏi là tại sao không làm cái thùng nó khác hẳn đi, thì bây giờ em nói các bác này, cái chi phí để mà ra những cái mẫu lưới này một lần đặt bét nhất cũng phải tầm 15 đến 18 triệu một lần đặt 100 cái lưới, mà thậm chí còn hơn ấy, 50 cái lưới. Đã có những cái mẫu lưới súp ấy em đặt ấy, đã vào gần 400 nghìn một tấm lưới mà toàn nhân với 50 thôi. Đấy, thế là tính qua là cũng phải mỗi lần đặt lưới là rẻ phải tầm chục triệu. Trung bình là tầm chục triệu, còn căng đến tầm gần 30 triệu một lần đặt lưới của một mã sản phẩm. Nên là em không làm đại trà những mẫu sản phẩm riêng của bên em. Em đang chờ cơ hội một dịp nào đó em sẽ tung ra thị trường. Và cái chi phí đặt lưới này nó sẽ lưới là đặt một lần xong là cứ thế mà dùng, bao giờ hết lại đặt tiếp. Thì em hỏi là bây giờ em có bán được số lượng lớn như các công ty, các doanh nghiệp lớn đâu.
em bán là tháng được 1-2 đôi một tháng, hoặc là giỏi đến tháng được chục đôi, may ra là nhanh hòa vốn và vốn quay vò vòng thế nó cho nó nhanh thôi. Chứ bây giờ đặt nó phát 3-4 mã sản phẩm mà tưng tưng luôn là cũng ối ôi tiền đấy chứ, vớ vẩn cả 100 triệu tiền lưới nhanh lắm. Chưa tính cái tiền thùng, phụ kiện, họng kèn, rồi là các chi tiết đi theo như là hậu loa, ốp tay sách, các cái linh tinh, nó rất là nhiều. Còn chưa tính cái chi phí cuối cùng, chi phí hoàn thiện đó là sơn và củ loa cộng với phân tần, nó rất là nhiều chi phí. Nên các bác phán xét thì cũng hãy đặt mình vào vị trí của người sản xuất. Đấy, hãy đặt mình vào vị trí của người sản xuất rồi hãng phán xét nhé. Đến lúc ý theo các bác thì hãng người phán xử cũng chưa muộn. Và với cấu hình thùng này thì các bác cũng phù hợp với nhu cầu là sử dụng không gian là tiệc cưới, phòng trà, hoặc là các bác đánh ban nhạc nhỏ và vừa, nhỏ cà phê sân vườn ấy, thì các bác có thể sử dụng một cặp này có thể tối đa được 400 đến 500 khách, tại điều kiện là đặt cao 3 mét, tức là cái bế cái thùng này lên trên nóc nhà này này, sau đó nghiêng 15 độ xuống, họng kèn mở là 50 độ lên trên xuống dưới, tức là 25 độ lên trên, 25 độ xuống dưới, các bác nghiêng 15 độ tức là cái họng kèn này vẫn còn dư thừa 10 độ để nó phóng đi xa. Đấy các bác nhá, hãy để ý về cái họng kèn này đấy. Trong clip lần sau em sẽ giới thiệu chi tiết hơn về những cái mẫu họng kèn chuyên dùng với không gian diện tích như nào. Cái này khả thi nhất với điều kiện tối đa là 500 khách, tại điều kiện là đặt cao 3 mét nghiêng 15 độ thì nó đúng là hết chất luôn. Dòng này thì các bác có thể mua theo hai combo. Một là vỏ thùng loa cộng với phân tần. Hai là các bác mua nguyên một cặp hoàn chỉnh. Nguyên một cặp hoàn chỉnh giống như cái mẫu A15 hôm trước em có review cho một chú Hải Dương ấy. Nắp cấu hình của nó bát 15 là DF100C1 và củ tép D750 neo bi hoặc là neo vòng hoặc là DEA900S cũng có thể dùng được. Giá nó không có thay đổi, không có cộng trừ quá nhiều, loanh quanh chỉ cộng trừ 1 triệu thôi. Đấy. Thì là nó hoàn chỉnh là vào 16.500.000. Còn như mẫu này vỏ thùng hiện tại bên em đang bán kèm với phân tần là vào, các bác đoán thử xem vào tiền thì vừa. Bên em đang bán với mức giá là 3.900.000 cả thùng, cả phân tần và bao ship cho các bác. Chi phí vận chuyển một đôi thùng này đã mất 1 triệu rồi. Nhẹ nhàng mất 1 triệu, gửi xe thì nó chỉ tầm 800 thôi. Trung bình phải tầm gần đây thì cũng phải tầm 400 đến 600 nếu mà gửi xe các tỉnh ở gần đây. Đấy. Rẻ nhất phải tầm 400 đến 600. Bởi vì nó to, nó cồng kềnh này này, nó chiếm vào là hơn một khoang ghế ngồi rồi các bác nhá. Tính khối lượng thì hơn một khoang ghế ngồi rồi. Đấy là vỏ không thôi, còn nếu mà tính cả củ loa nó chỉ tương tự như thế. Nếu mà gửi xe đắt đến 1 triệu một đôi này là đắt lắm rồi, trung bình nó chỉ tầm 600 đổ về thôi. Đấy, còn như cái này mà gửi Viettel, gửi bưu điện hay là gửi các bên chuyển phát nhanh thì nó có thể lên đến tầm tiền triệu trên một đôi, tức là một kiện này có phải vào tầm 500.000 tiền cước. Đây là tính giá cước để các bác có thể tự trừ đi và các bác hình dung được cái sản phẩm của em làm nên em bán cái giá như thế là có phù hợp hay không nha. Đấy, riêng cái tiền vận chuyển nó mất 1 triệu rồi. Chúng ta sẽ kể đến cái phần lưới này. Lưới này bọn em nhập đã vào là gần 300.000 trên một tấm lưới, nhân với số lượng 50 tấm một lần đặt, ít nhất là 50 tấm một lần đặt. Đấy, các bác nhé, rất là mặn luôn. Còn chưa tính này, nên chi phí phát sinh như là sơn này thì không kể giá đâu nhé, nhưng mà công nghệ sơn này nó cũng ối tiền đấy. Đấy. Thì thôi được rồi, kể qua như thế để các bác có thể để hình dung. Kích cỡ thì em đã đo hết rồi. Và đây là bên trong thùng này. Đây là bên trong thùng này. Đấy, các bác nhé. Thùng nó có một khoang họng kèn này, dưới nó khoang bát này. Giữa này là một cái vách thoát hư cho nó bát. Và cái thùng này thì là bản chất của nó, nếu như các bác mà để mặt đất ý, thì tiếng nó sẽ dày và âm tiếng hơn là các bác đặt loa lên trên cao. Đấy, còn hỏi tại sao thùng thiết kế lỗi à hay như nào? Thùng nào thế? Kể cả súp. Súp mà nhiều cái thùng nó không đạt được ý, thì các bác phải kê nằm ra thì nó mới ra được cái tiếng hay. Tiếng súp nó êm một tí, nhưng mà đi xa nó bắt đầu nó hụt tiếng. Đấy. Còn khi mà cái súp mà đã đạt được cái tiêu chuẩn rồi ý, các bác có thể treo lên 5m, 10m tiếng nó vẫn vậy. Đấy. Thùng đạt được tiêu chuẩn rồi thì nó là như thế. Đây các bác nhá, thùng đây, sơn sần giả cát. Đấy, sơn sần giả cát, nói thẳng là sơn sần giả cát và sơn sần cát thì em không làm được. Sơn sần cát vô cùng là đắt, vô cùng là đắt. Và có cái này em cũng chia sẻ thêm với các bác là có một lần em đã liên hệ trực tiếp với đại lý cấp 1 tại Việt Nam, công ty Sơn Na X, thì họ nói là
một cái dây chuyền sơn phủ Nike, cái loại sơn ấy các bác, ví dụ sơn vào tường bê tông hay gì ấy, xong là thùng loa này, có mà lấy súng bắn cũng chả thủng được. Nên đến cả tiền triệu cơ. Để nói thế các bác hình dung nhá. Thế đâu rồi, giới thiệu thì giới thiệu rồi. Em sẽ demo sản phẩm này trong vòng 3 đến 5 ngày nữa. Mà các bác chú ý đón xem ở trên kênh YouTube của em. Demo một chiếc thôi để các bác nghe và các bác cảm nhận về cái sản phẩm này. Ok, video đến đây là tạm thời kết thúc. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những video clip lần sau nhé.